Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Minh Hiếu, mình năm nay 13 tuổi, mình là MC Nhí. Các bạn có biết ở đây là công viên gì không? Đây là công viên Lenin đấy các bạn ạ. Ở đây cây cỏ mọc xanh tươi, không khí trong lành thoáng đãng, nhưng vẫn còn một số vấn đề làm ô nhiễm môi trường, như là vẫn còn một số người dân khách du lịch vứt rác bừa bãi khiến làm xấu đô thị. Vậy tôi mong rằng người dân hãy có ý thức hơn để bảo vệ môi trường, như không vứt rác bừa bãi, không ngắt cành bẻ hoa. Và tôi mong rằng thành phố Hà Nội sẽ có biện pháp bảo vệ môi trường công viên Lenin xanh sạch đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào.